Quý khán giả đang theo dõi bản tin Vì người tiêu dùng ngày 21 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Ngay bây giờ, mời quý vị điểm qua những nội dung chính trong ngày hôm nay. Liên tiếp các vụ ngộ độc tập thể, người dân cần cẩn trọng lựa chọn và sử dụng thực phẩm. Hậu Giang, một cửa hàng bị phạt 64 triệu vì bán mỹ phẩm không nguồn gốc trên Facebook. Coi chừng rước bệnh vào người khi đeo mắt kính giá bèo tràn lan vỉa hè. Liên tiếp những ngày gần đây, các địa phương ở các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long như Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bạc Liêu xuất hiện trở lại các ổ dịch tả heo châu Phi, mà nguyên nhân lại là do người dân mua heo giống trôi nổi để tái đàn. Có hộ còn mua cả heo giống ra bán trên mạng xã hội mà không hề kiểm chứng về chất lượng. Bỏ 40 triệu đồng mua 16 con giống bà Dung ở xã Tân Phong, thị xã Chà Rai, tỉnh Bạc Liêu, hy vọng sẽ khôi phục lại đàn heo, nhưng giờ thì mất trắng. Gần đó, gia đình bà Oanh cũng bị thiệt hại hơn 10 triệu đồng khi 4 con heo giống lằn ra chết. Cả bà Oanh và bà Dung đều mua heo giống từ một tài khoản Zalo được cho là của chủ trại heo lớn ở Bạc Liêu. Đại diện chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Bạc Liêu cũng khẳng định đã đến kiểm tra trại heo bị cho là đăng tin bán con giống trên Zalo. Chủ cơ sở khẳng định đã không chăn nuôi khá lâu, rất có khả năng đối tượng xấu đã mạo danh mượn thương hiệu lừa bán con giống kém chất lượng cho người dân. Liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, thưa quý vị, trong vài tuần qua trên cả nước xảy ra nhiều vụ ngộ độc tập thể, có vụ cả trăm người mắc. Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, người dân cần tuân thủ ăn chín uống sôi, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo các nguyên tắc chế biến để tránh nguy cơ ngộ độc. Vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra mới đây nhất với gần 100 du khách sau khi ăn tiệc tại nhà hàng HP trên đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Vũng Tàu tối ngày 15 tháng 7. Được biết, bữa tiệc hải sản gồm các món súp trứng cút, mực chiên bột, tôm, gỏi gà, lẩu cá chẽm. Cũng trong tuần qua, tại Quảng Ninh xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm với 17 người. Các bệnh nhân cho biết họ cùng ăn một bữa cơm từ khoảng 6 giờ sáng ngày 15 tháng 7. Trước đó, tại Tuyên Quang cũng đã có 25 bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy sau khi dùng bữa cơm trưa tại phân xưởng một công ty. Cơ quan chức năng đã kiểm tra mẫu thức ăn, điều tra nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn gây tiêu chảy, ngộ độc đường ruột sinh sôi, xâm nhập vào thực phẩm. Điển hình như là vừa qua chúng tôi từng có đưa thông tin về việc Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Đà Nẵng xử phạt một cửa hàng bán bánh mì mốc meo ôi thiêu. Nói về tác hại sức khỏe, nếu chẳng may ăn phải, theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi mua thực phẩm bị mốc hoặc là bảo quản thực phẩm kém, thực phẩm sẽ dễ bị các loại nấm xanh, nấm có mủ và sản sinh ra chất aflatoxin. Đây là chất độc gây hại khắp cơ thể, nhưng nhiều nhất là gan. Chuyên gia thực phẩm Vũ Thế Thành cho biết, ở một số loại bánh như bánh mì ổ, sandwich mới ra lò, nấm mốc và vi khuẩn gây bệnh sẽ chết. Nhưng khi tiếp xúc với môi trường ẩm, nấm mốc sẽ nảy sinh. Các độc tố nấm này khởi sinh từ bề mặt bánh rồi lan dần vào bên trong. Nếu nhìn bằng mắt thường, chúng ta rất khó để nhận biết nấm mốc này có độc hay không. Bởi trên thực tế có rất nhiều loại nấm mốc, có loại sinh độc tố, có loại thì lại không. Có loại gây ngộ độc nặng, có loại gây ngộ độc nhẹ. Tuy nhiên, nhìn chung nấm mốc thường gây ngộ độc nặng, làm hại gan, gây độc thần kinh, xuất huyết, thậm chí ung thư. Dân, do đó mà đối với bánh mì, nếu bị nhiễm mốc ít, chỉ mới chớm ở khu vực nhỏ có thể cắt bỏ cách xa chỗ nhiễm khoảng vài phân. Nhưng đối với bánh có nhân, có bơ hoặc là phô mát, dù nhiễm ít hay nhiều thì tốt nhất nên bỏ luôn, không được ăn để tránh nguy hại cho sức khỏe. Yếu tố trực tuyến của thương mại điện tử được ví như là con dao hai lưỡi, bởi trong những năm gần đây, loại hình kinh doanh này đã trở thành kênh tiêu thụ hàng giả, hàng lậu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các hành vi ngày càng tinh vi. Mới đây tại Hậu Giang, qua theo dõi hoạt động bán hàng qua mạng xã hội, công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất điểm kinh doanh của bà Nguyễn Thị Hồng, địa chỉ khu vực 2, phường 1, thành phố Vị Thanh. Qua đó phát hiện lượng lớn mỹ phẩm, thuốc dược liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua quá trình xác minh làm việc, đoàn kiểm tra đội quản lý thị trường số 1 đã xác định bà Nguyễn Thị Hồng đã có hành vi vi phạm, không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định, bán thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc không được phép lưu hành, kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đoàn kiểm tra đã hoàn chỉnh hồ sơ trình quyền cục trưởng cục quản lý thị trường. Hậu Giang xử phạt vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm có trị giá gần 180 triệu đồng. Những lô hàng bị bắt giữ này làm cho chúng ta không khỏi nghĩ đến những kho hàng lậu khủng bị phát hiện mà các bản tin trước chúng tôi có đưa.
và có lẽ nguồn gốc của số hàng này khó tránh khỏi liên quan. Dù không còn hoạt động mạnh mẽ như mấy tháng trước, nhưng các đối tượng buôn lậu hàng điện tử đã qua sử dụng tại các tỉnh biên giới Tây Nam vẫn hoạt động nhỏ lẻ. Vào ngày 19 tháng 7, Bộ đội Biên phòng An Giang tổ chức mật phục, phát hiện và bắt giữ vụ buôn lậu trong đêm, thu giữ lô hàng điện tử đã qua sử dụng trị giá gần 20 triệu đồng. Tại khu vực giữa mương Thốt Nốt và rạch Cây Gáo thuộc khóm Chỉnh Chánh 3, phường Chỉnh Cương, thành phố Châu Đốc, tổ công tác chống buôn lậu của đồn biên phòng Chỉnh Cương phát hiện một nhóm người đang vác các thùng hàng qua biên giới. Khi bị lực lượng chống buôn lậu truy đuổi, các đối tượng bỏ lại các bao đồ và bỏ chạy về phía biên giới Campuchia. Toàn bộ tang vật tại hiện trường là hàng điện tử đã qua sử dụng, gồm 3 tủ lạnh hiệu nước ngoài. Ngày 15 tháng 7, Cục Quản lý Thị trường Hà Giang tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng điện thoại phụ kiện điện thoại Minh Đức, Mobibe Hà Giang và phát hiện tại đây đang bày bán một số mặt hàng phụ kiện điện thoại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Apple và Samsung. Làm việc với cơ quan điều tra, ông Nguyễn Minh Đức, chủ cửa hàng, không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa này. Tăng cường công tác phòng chống hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, Cục Quản lý Thị trường Hưng Yên đồng loạt kiểm tra xử lý hoạt động kinh doanh mặt hàng đồng hồ giả mạo nhãn hiệu Thụy Sĩ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tại cửa hàng đồng hồ Cường Vinh, huyện Văn Giang, chồng Nguyễn Văn Vinh làm chủ, có kinh doanh 13 chiếc đồng hồ gắn mác Thụy Sĩ. Tuy nhiên, đại diện theo ủy quyền của các chủ sở hữu quyền nhãn hiệu đồng hồ Thụy Sĩ khẳng định, toàn bộ lô đồng hồ là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đồng hồ Thụy Sĩ đang được bảo hộ tại Việt Nam. Quý khán giả thân mến, vào những ngày trời nắng nóng, việc đi ngoài đường thực sự là một cực hình. Cái nắng của ánh mặt trời không chỉ làm cho ảnh hưởng đến làn da mà nó còn tác động đến đôi mắt. Do đó mà chiếc kính râm như thế này sẽ là vật bất ly thân của chúng ta ngay lúc này. Riêng với những ai quên mất thì lúc này những quầy kính vỉa hè sẽ là sự lựa chọn tiện lợi giá rẻ. Với tâm lý chỉ dùng tạm lúc đi đường nên sẽ chẳng sao. Tuy nhiên thực tế thì đa số chúng ta lại chưa lường hết được việc mang kính dởm sẽ đồng nghĩa với mua bệnh tật vào người. Ngay cả người mua và bán cũng biết rõ đây không phải là hàng thật, chỉ lấy tên hãng, tiền nào của nấy. Nhưng do đi đường cần có kính, dùng loại tầm vài trăm ngàn là ổn, vừa chống bụi chống nắng mà lại hợp túi tiền. Hơn nữa, trước nay rất nhiều người dùng kính một thời gian dài mà chẳng sao. Rõ ràng, có cầu ắt có cung, nhiều người dân mang tâm lý mua kính dởm để dùng tạm, vừa đỡ tốn tiền, hư thì mua kính mới, đỡ tiếc. Đó là nguyên nhân khiến các sạp hàng bán kính trái tồn tại. Không những vậy, trong nhiều cửa hiệu kính thuốc, các loại kính râm, kính trắng cũng được bày bán công khai với những mức giá rất mềm. Với các thương hiệu được in lớp phớt trên cổng kính, không tem mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Có lẽ nghĩ rằng chỉ đeo một chút rồi thôi nên sẽ không có tác động gì đến với đôi mắt. Nên không chỉ người lớn cũng tận dụng kính nhái giá rẻ, mà nguy hiểm hơn, nhiều bậc phụ huynh cũng thường đeo kính mát cho con khi đi ra ngoài đường để tránh khói bụi và chói nắng, mà không biết rằng đây cũng là hành động vô tình làm tổn thương đến đôi mắt của con mình. Bởi vì mắt của trẻ chưa phát triển hoàn thiện, những loại kính như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp và hậu quả nặng nề hơn. Chị L ở Hà Nội chia sẻ, mình từng mua một chiếc kính râm với giá 40.000 đồng, chị trẻ và tiện. Nhưng đeo được khoảng nửa tiếng đi đường, mắt bắt đầu có biểu hiện mỏi nhức. Thậm chí đến lúc về nhà, hai mắt bị đỏ, nhìn bị qua mắt. Trước đó, Bệnh viện Mắt Hà Nội cũng đã chữa trị thành công cho một bệnh nhân nữ trẻ gặp vấn đề về mắt do dùng kính râm không phù hợp. Mắt của bệnh nhân lúc chưa đeo kính là 10 trên 10, nhưng đến lúc kiểm tra thì chỉ còn 7 trên 10. Bác sĩ Đỗ Ngọc Quang, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, do tia cực tím hoàn toàn vô hình trong mắt người thường, các cặp kính râm đó không chặn được tia cực tím, do đó mà phải thu vào nhiều tia cực tím hơn. Nguy hại hơn nữa, khi sử dụng những loại kính thời trang chỉ có cảm giác râm mát giả tạo, còn gây nên tình trạng thoái hóa chổng mạc, có thể dẫn đến mù lòa. Những loại mắt kính kém chất lượng có độ cong của mắt kính không đều, nên khi người dùng đeo loại kính này vào sẽ bị méo, ảnh hưởng chổng mạc. Nếu đeo một thời gian dài, mắt sẽ tự điều chỉnh theo độ nghiêng méo của mắt kính và cứ thế hình ảnh nhận biết sẽ bị biến dạng. Vì kính liên quan trực tiếp tới đôi mắt, do đó chúng ta có lẽ nên hết sức cẩn trọng khi lựa chọn mặt hàng này, đặc biệt là cần loại bỏ tâm lý thích giá rẻ tiện lợi để mua kính thương hiệu vỉa hè, kính không rõ nguồn gốc. Bởi khi đó những tổn hại cho đôi mắt đắt giá hơn gấp nhiều lần giá trị của một cặp kính chất lượng. Và thông tin này cũng đã khép lại thời gian dành cho bản tin hôm nay. Huỳnh Như xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.